cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại sao chúng ta lại nói hồn xác lên trời mà không đơn thuần là lên trời? Lý do là vì tất cả các thánh sau khi vượt qua thế giới này thì lên trời với linh hồn lành thánh, còn thân xác chờ ngày sống lại. Còn riêng Đức Maria là cả hồn và xác lên trời. Tại sao Đức Maria lại được vinh dự như vậy mà người khác không được? Bởi vì Ngài là mẹ của Đức Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Mà người con nào thì cũng muốn cho người mẹ mình được vẻ vang. Trong một lớp học giáo lý, cô giáo đưa ra một đề tài là các em hãy bỏ phiếu chọn người mà các em thương nhất và thấy là đẹp nhất. Tất cả các em đều chọn mẹ của mình nên mẹ nào cũng được một phiếu. Duy chỉ có một người mẹ được hai phiếu. Kiểm ra hai phiếu đó là hai đứa con song sinh. Câu chuyện nhỏ bé nói lên rằng ai trong chúng ta cũng yêu mẹ nhất. Thì ngày hôm nay Thiên Chúa Ba Ngôi cũng gấp thăm và chọn lựa trong cả cái cõi trần gian này một người mẹ đẹp nhất, đáng yêu nhất là mẹ Maria, và giáo hội gọi là Totus Pulchra, mẹ tuyệt mỹ. Anh chị em cũng hiểu rồi, được lên trời là hậu kết của cả một cái quá trình bao đặc ân, là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội đồng trinh trọn đời. Và tất nhiên một cái kết có hậu như thế nào. Hôm nay tôi chỉ muốn nói một cái điều hết sức là bình dị qua tin mừng hôm nay. Đó là làm sao chúng ta được nên giống như mẹ. Chúa Giêsu nói một cái câu xem ra có vẻ nhạy cảm, xúc phạm đến mẹ của mình. Ai là mẹ? Là anh em ta, chính là những người lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đức mẹ đã hiểu được tấm lòng của Chúa Giêsu, cho nên chắc chắn không có buồn, vì đây một cách
âm thầm tôn vinh mẹ Maria là mẹ của Chúa hai lần. Lần thứ nhất là qua máu huyết của Ngài. Lần thứ hai là mẹ chính là môn đệ đầu tiên, có thể nói như vậy, được lắng nghe lời Chúa ngay từ Bethlehem, Ai Cập và Nazareth, là mẹ của Chúa hai lần. Còn tôi và anh chị em, nhất anh chị em thuộc khu đạo Mông Triệu, thì chẳng bao giờ được làm mẹ của Chúa. Chúng ta chỉ là những môn đệ thôi. Khi mà lắng nghe thực hành lời Chúa cũng là vẻ vang rồi. Nào ai muốn làm cha làm mẹ, làm người con ngon lành hơn nhiều. Nước bao giờ cũng chảy xuôi. Ai cũng mong muốn được lên trời như mẹ. Nhưng mà nhiều khi người ta lại không nghĩ lấy phương tiện đâu để mà lên trời. Nữ thánh Teresa hài đồng Giêsu nói một câu ví von rằng: tôi sẽ lên trời bằng thang máy chứ không phải là bằng thang bộ, nghĩa là đi con đường tu đức thiêng liêng để bay bổng lên với Chúa. Anh chị em giáo dân cũng vậy, cũng có thể dùng cái đời sống đời thường của mình để mà nâng tâm hồn lên với Chúa, rất là vẻ vang. Muốn mục đích là muốn phương tiện, mục đích là chúng lên trời, và phương tiện phải chăng có phải là hỏa tiễn phi thuyền? Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, phương tiện đó là nghe và thực hành lời Chúa, sống ăn ngay ở lành, biết thánh hóa công việc hàng ngày. Đó cái căn bản. Từ cái nền tảng này chúng ta mới bay bổng lên. Chúng ta thấy phi cơ phản lực, sở dĩ nó bay bổng được bởi vì nó có một cái lực cản phía sau đây để mà đẩy đi. Trái đất này như một cái bàn đạp để chúng ta bay về trời. Nếu không có một cái căn bản bàn đạp này không bay lên được. Vậy thì thưa anh chị em, đức tin, đức cậy, đức mến chính là nơi mà chúng ta phải vun trồng để từ đó chúng ta cất cánh lên về với Chúa. Nay chúng ta vui mừng trong ngày lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vọng cũng là mong đợi, mong đợi cái ngày đại lễ, mong đợi Chúa đến, Đức Mẹ đến để chỉ bảo đoàn lành. Và hôm nay chúng ta cũng là lễ vọng, là mong đợi một vị phụ tá mới về với cộng đoàn giáo xứ Phú Bình. Đã từ quá lâu rồi, từ khi mà cha Giuse Mai Văn Rự chấm dứt nhiệm vụ phụ tá tại giáo xứ Phú Bình, đến nay như vậy là mấy chục năm rồi không có cha phụ tá. Mà nay thì đúng là Chúa thương cho giáo xứ Phú Bình được linh mục phụ tá. Tôi nhớ từ xưa rằng giáo xứ Phú Bình đây là giáo xứ của hạt, gọi là hạt Phú Bình, lúc nào cũng có cha phụ tá. Thế nhưng mà từ cái ngày mà cha Rự ra đi thì giáo xứ Phú Bình phát triển, vì phát triển mạnh cho nên bây giờ thì cho con cái đi xa, nên đã sinh sản nên giáo xứ Vĩnh Hòa. Rồi cách đây mấy năm thì sinh sản thêm giáo xứ Phú Hòa. Cho nên bây giờ thì nói là giáo xứ Phú Bình không còn là giáo xứ lớn, dù là giáo xứ mẹ của nhiều giáo xứ, nhưng mà tinh thần đó là mẹ nhỏ bé đi để sinh con cho con cái được lớn lên. Như là Vĩnh Hòa thì nó lớn hơn mẹ rồi, còn Phú Hòa thì bây giờ nó cũng ngang tầm với mẹ Phú Bình rồi. Nên tôi phải mừng cho cha phụ tá mới về đây với một cái số giáo dân tương đối, để cha có thể phụ giúp cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Niệm hoàn thành công tác tốt đẹp. Và ta ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến đây cũng một người anh em linh mục Giuse, có thể nói như Joseph ngày xưa nói với các anh em sang Ai Cập: tôi là Giuse đây,
Vâng, hôm nay tôi cũng giới thiệu anh chị em, cha Giuse Đinh Quang Lâm. Tôi là Giuse đây, và một Giuse đã làm những điều kỳ diệu cho dòng dõi Israel, thì tôi tin rằng hai Giuse sẽ làm những điều kỳ diệu cho giáo xứ Phú Bình thân yêu. Amen. Mời cùng là đứng lên để tuyên xưng đức tin.